Xin chào tất cả các bạn, tôi là Minh Lết và các bạn đang theo dõi channel Minh Lết Reviews. Thì hôm nay trước khi đi vào video này thì tôi xin chúc mừng hai bạn Nguyễn Quang Ngọc và Trần Thu Phương là hai bạn đã trúng hai cái bộ giải sản phẩm mà trước đây tôi tặng, là một bạn thì trúng cái bộ kẹp điện thoại Freewell và một bạn trúng cái bộ ND filter Freewell trị giá 90 USD. Thì tôi đã liên lạc và đã trao thưởng cho hai bạn này rồi. Thế thì các bạn lưu ý là tích cực tham gia những cái chương trình bốc thăm trúng thưởng mà tôi đăng ở trên channel YouTube này. Tôi sẽ mấy lần trước thì các bạn cũng rất ít bạn tham gia. Cái lần bốc thăm cái Freewell thì được hơn chục bạn. Thế còn cái lần mà bốc thăm cái sản phẩm lọc thì cũng được hơn chục bạn. Và các bạn chú ý là làm theo hướng dẫn ở phía dưới phần description tôi để hướng dẫn đây. Các bạn rất là nhiều bạn làm sai hướng dẫn, không share bài viết, không làm theo hướng dẫn nên là các bạn cái tham gia các bạn nó không hợp lệ. Và hôm nay thì tôi có một món quà nữa gửi đến các bạn, đó là cái sản phẩm này, một cái sản phẩm mới toanh đây, tôi vừa mới lấy về xong. Và đây là một cái sản phẩm cũng khá là thú vị, nó là một chiếc flycam, gọi là flycam đồ chơi. Nó có giá đâu đó vào khoảng độ hơn 900.000, gần 1 triệu. Thế thì bình thường thì tôi không review ở trên channel YouTube của tôi không review những sản phẩm kiểu như thế này. Thế nhưng mà đây là một trong những sản phẩm mà tôi nghĩ là cũng khá là thú vị, ở chỗ là nó có giá rất là rẻ. Trước đây thì những cái flycam đồ chơi một vài trăm nghìn, 1-2 triệu của Trung Quốc thì chất lượng thường rất là kém, nó có cái thời lượng pin rất ít, nó chỉ bay được khoảng tầm 5-7 phút thôi, chúng ta chơi nó không có đã. Thế thì đây là một cái sản phẩm flycam vừa mới ra mắt, chiếc TXD8S. Thế thì thực tế là cái chiếc TXD8S này nó có rất là nhiều phiên bản. Nó có một phiên bản pin chỉ có 400 mAh thôi. Và cái phiên bản này là phiên bản pin 1800. Thế flycamvn.com họ đang bán, .com họ đang bán một cái bản có cái dung lượng pin nó lớn hơn, lên tới 2000 mAh. Và theo như quảng cáo thì ngay cái bản 1800 mAh, cái dung lượng pin 1800 mAh này đã có thời gian bay tới gần 20 phút. Thế thì đây có lẽ là một trong những chiếc drone có cái thời lượng đồ chơi tầm dưới 1 triệu, trên dưới 1 triệu, mà có cái thời lượng bay dài nhất ở trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Nó cũng rất là vừa phải giá tiền cho những bạn nào muốn mua tặng cho các em học sinh, rồi muốn mua để chúng ta tập chơi tập bay, thì đây là sẽ là một cái sản phẩm rất là vừa túi tiền của chúng ta. Sau đây tôi sẽ đi vào mở hộp bay thử và đánh giá sơ qua về cái chiếc TXD8S này, để xem là với cái số tiền là 800.000 hay 1 triệu thì chúng ta có thể có trong chiếc flycam như thế nào nhé. Thì tôi sẽ lưu ý các bạn là sau khi mà review xong cái sản phẩm này thì tôi sẽ tặng cái chiếc flycam TXD8S này cho một cái bạn xem may mắn ở trên channel YouTube của tôi. Các bạn theo dõi ở phần comment phía dưới đây để biết cái cách nhận phần thưởng này, cái cách đăng ký nhận phần thưởng này. Tôi sẽ để cái link hướng dẫn ở phần description ở dưới đây, các bạn chú ý theo dõi. Ok, và nhân vật chính của chúng ta đây rồi, TXD8S. Con này Gyro Remote Control 4-Axis Aircraft. Thứ nhất là ok, điều khiển sử dụng sóng 2.4 GHz. Đây là một cái điểm mà chúng ta có thể tạm yên tâm. Đây là giống như những cái sản phẩm của DJI, nó sử dụng cái sóng cao tần. Cái sóng này thì nó giống như sóng Wi-Fi, sóng Bluetooth, và nó sẽ cho cái kết nối ổn định hơn là những cái sản phẩm sử dụng những cái sóng megahertz, sóng 514, 515 gì đó. Ở đây nó có gyroscope để giữ cân thăng bằng này. Cái này là 360 thì tôi không biết là gì, chắc là nhào lộn. Đây là cái điều khiển, chỗ này hình như là return home à, không biết được. Đây là máy chắc là tự động giữ độ cao. Nó có wifi transmission, tức là cái camera này nó sẽ phát video thông qua cái kết nối wifi mà chúng ta bắt vào điện thoại để xem. Ok,
trong hộp có một quyển hướng dẫn sử dụng, có cả tiếng Anh, tiếng Trung và nhân vật chính của chúng ta đây. Cái flycam này nó nhỏ hơn tôi nghĩ. Tôi tưởng là nó phải to to giống như kiểu mấy con của Saima, Sai Miết ngày xưa, nhưng hóa ra con này nó cũng rất là nhỏ. Đúng nghĩa là một chiếc flycam đồ chơi. Nhìn chung là đóng gói vỏ hộp của cái flycam này tôi thấy cũng rất là thiện cảm. Đóng gói gọn gàng, có vẻ cũng khá là ổn, nó không bị bỏ bẹp như mấy con kia. Vâng, và ở đây chúng ta có một 4 cục pin tiểu, pin AA đi kèm, pin Maxell, chắc là pin này dành cho điều khiển rồi. Và ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta có một cái cục pin có dung lượng là 1800 mAh. Pin này là pin li polymer rồi. Cục pin có dung lượng khá là lớn, 1800 mAh, 3,7V, 1 cell. Bởi vì cái dung lượng pin lớn như vậy và kích thước máy nhỏ nên là thời lượng bay của cái chiếc TXD8S của chúng ta nó cũng khá là dài, 15-20 phút. Thực sự là máy rất là nhỏ và nhẹ các bạn ạ, nhẹ bẵng luôn. Tôi không quen cầm những loại flycam đồ chơi này, thế nhưng mà hôm nay cầm thì thấy đúng là nó rất là nhẹ. 4 motor này thì là motor coilless rồi, motor có chổi than, không phải là motor không chổi than. Nhưng loại motor này thì các bạn chú ý là nếu mà bay mà để nó đâm đụng thì nó sẽ rất dễ bị xảy ra cái hiện tượng là nó bị quá tải motor, nó bị kẹt motor, sẽ quá tải motor, rất dễ cháy. Các bạn bay nên chú ý nhé. Đây là pin, chúng ta sẽ thử lắp vào xem nào nhé. Sau đó là chúng ta nhét nó vào như thế này. Dây nhựa cũng rất là lòng thòng và cái điều khiển cũng rất là nhựa, rất là tàu. Đúng thật là với giá khoảng độ 700-800 nghìn, 1 triệu thì cũng rất là khó để đòi hỏi. Mày cũng đi kèm một đống những cái gọi là cái bảo vệ cánh ấy, tôi thì tôi không cần cái này. Ok, đây là cái camera của máy, nhìn trông rất là tàu các bạn ạ. Nó nhựa này, có một cái anten này là anten wifi rồi. Thật sự ra với cái camera như này tôi cũng không hy vọng gì nhiều về chất lượng hình ảnh của cái flycam này đâu. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì với giá khoảng độ 1 triệu thì chúng ta chỉ cần nó bay được đã là tốt lắm rồi. Chúng ta đã lắp xong rồi đây. Còn cái này là cái gì không biết. Tôi sẽ đọc qua cái hướng dẫn sử dụng một chút nhé. Như vậy là cũng phải cài app các bạn ạ. Đây là cái app. Wi-Fi của chúng ta nó kết nối vào qua một cái mạng Wi-Fi không có mật khẩu đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Sau khi kết nối xong thì nó đã có hình ảnh đây rồi. Chất lượng hình ảnh cái này thì chắc cũng chỉ được 720p thôi, nhưng mà nó còn không đẹp cơ. Trên máy không có khe cắm thẻ nhớ, chúng ta sẽ không nhét được thẻ nhớ lên trên này. Nhìn như ở đây thì tất cả những cái này nó đều có chức năng đấy các bạn ạ. Tất cả những cái nút ở đây đều có chức năng. Để kết nối cái điều khiển với cả máy bay thì các bạn làm như này nhé. Đầu tiên bật điều khiển lên này, đưa, chờ một lát cho cái nút nháy này nó nháy chậm lại, cái đèn này nó nháy chậm lại, và sau đó các bạn kéo điều khiển lên trên xuống dưới cho đến khi cái đèn nháy nó dừng sáng, nó sáng đều. Và bây giờ chúng ta đã có thể điều khiển được rồi.
Vâng, và đây chúng ta có chiếc drone TXD8S. Chúng ta sẽ thử xem nó bay như thế nào nhé. Nhìn chung là cái khả năng giữ độ cao của nó tôi thấy cũng rất là ổn định. Tốc độ bay của nó cũng vừa phải và cái phản hồi thao tác điều khiển cũng rất là nhạy, các bạn có thể thấy. Nó có thể cho nó bay vòng xoắn ốc, vừa bay vừa tiến lên được. Khá là tốt. Rất là đáng ngạc nhiên là mặc dù chỉ sử dụng cái động cơ không chổi than, xin lỗi, sử dụng động cơ có chổi than, nhưng mà cái khả năng bay của chiếc TXD8S này thật sự rất là tốt. Tôi không nghĩ là một chiếc drone giá rẻ lại có thể có cái hiệu năng bay tốt như thế này. Nó chơi rất là vui. Nhà bạn nào mà có các em nhỏ muốn cho các em tập chơi, tập bay flycam, muốn có một cái món quà mừng năm mới, trùng sinh nhật, cái dịp gì đó thì đây có lẽ là một cái sản phẩm rất là phù hợp. Nó bay khá là dễ. Và các bạn, như các bạn có thể nhìn thấy thì cái live view của nó khá là ổn định. Máy có chế độ headless. Khi mà đưa vào chế độ headless thì nó sẽ tự động nó giữ. À, có thể nhìn thấy là tự động nó giữ cái hướng, dù cho flycam quay về phía nào thì chúng ta cũng cứ kéo cần là nó sẽ tự động bay về phía người đứng. Nó có những người nào mà mới tập bay chưa thực sự là quen cách bay thì đây sẽ là một cái chế độ rất là hữu ích. Chúng ta cần phải điều chỉnh một chút để cho nó có khả năng giữ vị trí tốt hơn bằng cách là bấm các cái nút này trên điều khiển. Nếu mà máy bay nó bị có xu hướng là trôi về phía trước thì chúng ta điều chỉnh bằng bốn cái nút này, trước sau trái phải, chúng ta điều chỉnh bằng bốn cái nút ở trên điều khiển đây. Các bạn có thể thấy là sau khi điều chỉnh xong thì cái máy bay chúng ta nó giữ vị trí tốt hơn rất là nhiều. Nó không còn drift nhiều như lúc nãy nữa. Như vậy là máy bay nó cũng có khả năng lật 3D. Khá là thú vị, các bạn nhìn thấy nhé. Rất là vui ạ. Vâng, và như các bạn đã thấy thì cái chiếc TXD8S này thực sự là một cái bất ngờ rất là lớn đối với tôi. Trước đây thì tôi đã từng sử dụng qua một vài những cái con drone giá rẻ của Trung Quốc, con JJRC cách đây 3-4 năm. Thì thực sự ở thời điểm đó thì những cái drone Trung Quốc, những cái flycam giá rẻ độ 2-3 triệu Trung Quốc làm tôi rất là mất thiện cảm. Bởi vì nó bay không tốt, nó không khả năng giữ độ cao, nó không ổn định và nó chao đảo rất là nhiều. Tôi bay con, tôi không nhớ, bây giờ tôi không nhớ lắm, H8G gì đó, con JRC, có chất lượng rất là kém. Thì từ đó về sau này thì tôi sử dụng các cái dòng cao cấp của DJI và tôi không đả động đến những cái dòng này nữa. Thế nhưng mà đến hôm nay sử dụng lại chiếc cái TXD8S này thì tôi cảm thấy đây là một sự ngạc nhiên rất là lớn của tôi. Đây là một chiếc drone tôi đánh giá là có hiệu năng bay xuất sắc ở trong cái tầm giá của nó. Cái phản hồi điều khiển rất là nhạy, nó giữ độ cao tốt, cái bay điều khiển bay của nó rất là dễ. Thậm chí nếu như mà so với những cái chiếc drone giá rẻ của DJI, ví dụ như chiếc Theolo có giá đâu đó khoảng 2 triệu, 3 triệu gì đó, thì cái chiếc TXD8S này với cái giá tiền chỉ bằng 1/3, 1/2, 1/3, nhưng mà nó cái chất lượng của nó cũng không thua kém gì đâu so với chiếc DJI Theolo. Cái chất lượng camera của nó thì kém hơn một chút, thế nhưng mà chúng ta cũng phải thông cảm thôi. Thấy là nó bù lại nó được thời lượng bay rất là dài. Cái phiên bản này của tôi đang cầm đây thì là phiên bản có dung lượng pin 1800 mAh,
nó đã có thời lượng bay ấn tượng như các bạn vừa xem rồi, nó được khoảng độ tầm đâu đó mười mấy phút đấy. Thế thì tôi hy vọng là cái phiên bản mà cao cấp hơn mà bên flycamvn.com đang bán với cái dung lượng pin 2000 mAh thì thậm chí sẽ cho cái thời gian bay còn dài hơn cả chiếc mà tôi vừa bay cho các bạn xem. Vì chiếc này nó có dung lượng pin là 1800 mAh. Thế thì tôi hy vọng là cái chiếc mà flycamvn đang bán với cái dung lượng pin 2000 mAh thì sẽ cho thời gian bay có thể dài hơn nữa và chúng ta có thời gian chơi được lâu hơn. Bên cạnh đó thì cái drone này nó cũng rất là nhỏ, và nếu như mà bạn mong chờ một chiếc drone để quay chụp những cái khung cảnh, những cái hình ảnh khi bạn đi chơi, thì tôi phải nói luôn là cái chiếc TXT8S này nó sẽ không làm được cái việc đó đâu. Các bạn, tất cả những hình ảnh mà quay chụp từ đây thì nó chất lượng rất là kém, nó xấu, nó giật, nó rung, rồi nó nhòe, chất lượng cam rất là kém, bởi vì nó không ghi lên thẻ nhớ mà nó truyền thông qua wifi live view về máy, và hình ảnh nó chụp qua live view nên là chất lượng của nó rất là kém. Thế nhưng mà nếu như các bạn cần một chiếc drone để tặng cho các em nhỏ, để tặng cho các bé để làm đồ chơi, thì tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái sản phẩm rất là phù hợp. Hoặc là các bạn sử dụng để tập bay thì tôi nghĩ đây là một cái sản phẩm rất là phù hợp với cái giá nó vừa phải, và nó cũng có cái hiệu năng bay rất là tốt. Thế thì đấy là những cái nhận xét của tôi về chiếc TXD8S này, và như tôi đã hứa từ đầu video thì tôi sẽ tặng cái drone này cho một bạn may mắn ở trên channel YouTube của tôi. Các bạn hãy hướng xuống phần description, cái phần mô tả phía dưới video này, tôi sẽ để cái link cách các bạn nhận cái phần thưởng này. Đăng ký sẽ có một bạn rút thăm và nhận được cái phần thưởng này, thì các bạn xem hướng dẫn sự tham gia bốc thăm may mắn ở phía dưới đây. Thế thêm một cạnh nữa, đó là tôi cũng để ở phía dưới description một cái phần link mua sản phẩm TXD8S này ở bên flycamvn.com. Đây là một cửa hàng mà tôi cũng quen biết, có cái chất lượng dịch vụ cũng khá là tốt, các bạn có thể chọn mua ở đây thì cũng rất là yên tâm về chế độ bảo hành hậu mãi cũng như là về giá. Đây thì các bạn có thể xuống cái phần description để tìm cái link mua sản phẩm, và có thể nói với chủ hàng là mình lên giới thiệu thì sẽ có những cái ưu đãi dành cho các bạn. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích video này của tôi thì xin hãy like, subscribe channel YouTube của tôi để đón xem thêm các video khác. Tôi sẽ liên tục giveaway, sẽ liên tục tặng cái sản phẩm kiểu như thế này, những cái sản phẩm rẻ rẻ động một vài triệu tôi sẽ mua về review và tôi sẽ tặng ở trên cái channel YouTube này. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích video này của tôi, xin hãy like, subscribe channel YouTube của tôi để theo dõi những video tiếp theo giống như thế này, và xin hãy bật chuông để nhận thông báo về những video tiếp theo của tôi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.